Úi giời ơi anh ơi, em còn phải học nấu ăn này, phải học viết kịch bản này, quay phim này, dựng phim này. Thời gian đâu mà học thuật toán với cả đề xuất. Bây giờ em còn phải chở người yêu em đi ăn cơm chó đây này. Ê, bye anh nhá. Ủa, em là nghệ sĩ mà, sao phải học thuật toán với đề xuất chứ dạ? Em cứ feel thôi à. Đây có lẽ là tình trạng chung của rất nhiều anh chị em YouTuber chúng ta. Chúng ta thường nghe giang hồ đồn đại rằng muốn kênh lên thì phải hiểu về SEO, phải hiểu về đề xuất, phải hiểu về thuật toán, vân vân. Nhưng mà mỗi lần mở YouTube Studio ra để xem số liệu phân tích thì chúng ta lại hoa mắt chóng mặt, chỉ muốn xỉu mà thôi. Cho nên là clip ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng ngồi xuống mổ xẻ phân tích những cái hướng đề xuất cơ bản của thuật toán YouTube. Từ đó chúng ta đúc kết ra một cái công thức đơn giản, dễ thuộc, dễ nhớ nhất. Trong một clip ra mắt cách đây không lâu, Rachel, trưởng bộ phận đề xuất của YouTube đã công khai 3 hướng đề xuất của thuật toán rất gần với những gì chúng ta cảm nhận. Để cho dễ hiểu thì anh em mình sẽ lấy một cái kênh ẩm thực để làm ví dụ. Chẳng hạn như khán giả đang xem một clip về rau cải ở trên kênh của bạn, rất nhiều khả năng bạn nhìn xuống dưới phần đề xuất bên dưới nếu mà bạn đang xem trên điện thoại, hoặc là bạn nhìn sang một bên nếu đang xem trên máy tính, xác suất rất cao sẽ là một cái clip rau cải khác ở trên kênh của bạn. Tất nhiên là với điều kiện là kênh của bạn phải có nhiều clip về rau cải nha. Như vậy là chúng ta cần phải làm ra nhiều video giống nhau, có nội dung liên quan đến nhau. Nếu bạn là một thành viên của cộng đồng Việt Creators tự hào sáng tạo thì bạn sẽ nhớ ra rằng đây chính là một cái hướng đề xuất mà bạn Lãng Tử Phiêu Bạt rất nhiều lần đã chia sẻ trong các cái podcast của Việt Creators. Không chỉ giống nhau về mặt nội dung mà sau khi làm xong up video lên kênh, chúng ta cần thực hiện 3 bước SEO. Bước thứ nhất là cái tiêu đề, cái hình đại diện, cái mô tả, cái thẻ tag, 4 cái yếu tố của tối ưu hóa, chúng ta cần phải làm cho nó gần giống nhau. Bước thứ hai là chúng ta tạo ra một danh sách phát. Chẳng hạn như có nhiều clip về rau cải thì chúng ta làm ra một cái danh sách phát gọi là các món ăn về rau cải. Bước thứ ba là chúng ta xem trong cái danh sách phát đó clip nào nhận được nhiều view nhất. Chẳng hạn như đó là clip rau cải 1 thì trên các cái clip rau cải 2, rau cải 3, rau cải 4 mình đặt màn hình kết thúc, mình đặt pin comment tất cả hướng về phía cái clip rau cải 1 này. Làm như vậy không những chúng ta củng cố cái luồng đề xuất qua lại giữa các cái clip này mà chúng ta còn làm cho cái clip rau cải 1 kia nó được mạnh hơn, nó đề xuất mạnh hơn thì nó sẽ trở thành đầu kéo để kéo tất cả các cái clip còn lại. Tóm lại, để đón được cái hướng đề xuất này thì chúng ta cần làm một series video giống nhau. Chúng ta gọi đó là một giỏ video. Để cho dễ nhớ thì chúng ta sẽ gói gọn cái công thức này trong một chữ thôi, đó là chữ đủ. Đủ video giống nhau trong cùng một giỏ. Trong cái chiến thuật đón hướng đề xuất thứ nhất có hai rắc rối có thể xảy ra. Rắc rối thứ nhất là nếu như trên kênh của bạn chỉ có một series những video giống nhau thì rất nhiều khả năng là kênh của bạn sẽ bị bắt lỗi spam, 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 bị tắt kiếm tiền. Rắc rối thứ hai là nếu như kênh của bạn chỉ có những video giống nhau như thế, rau cải 1, rau cải 2, rau cải 3, nói chung là kênh chỉ có một màu, thì nhiều khả năng là lâu dần khán giả sẽ không xem clip của bạn nữa và sẽ bỏ đi. YouTube cũng nhận thấy rằng nếu mà khán giả không xem những cái clip gần giống nhau như trong hướng đề xuất thứ nhất ấy, thì xác suất rất cao là họ sẽ xem tiếp một cái video ở trong cái chủ đề đó nhưng mà chỉ có khác ngách thôi. Vậy cho nên để đón được cái luồng đề xuất thứ hai này thì việc chúng ta cần làm là xây dựng thành nhiều giỏ video khác nhau. Một giỏ là rau cải 1, rau cải 2, rau cải 3. Một giỏ là rau muống 1, rau muống 2, rau muống 3. Một giỏ là cà chua, vân vân. Lưu ý là sau khi xây dựng được các cái giỏ video như trên thì trong mỗi giỏ chúng ta đều phải thực hiện 3 bước SEO như trong hướng đề xuất thứ nhất. Lưu ý thứ hai nữa là khi xây dựng các giỏ ấy thì chúng ta không xây dựng một cách tùm lum, tùy hứng, ngẫu nhiên, mà chúng ta đều phải xoay quanh cái chủ đề chính của kênh chúng ta, xoay quanh những cái nhu cầu mà khán giả đó cần. Chúng ta có thể gói gọn cái chiến thuật thứ hai trong một chữ thôi, là chữ đúng. Xây dựng các giỏ video đúng với nhu cầu của khán giả cần xem. Sau khi khán giả đã chán với các cái clip liên quan trong cùng chủ đề thì cái tín hiệu đề xuất cuối cùng mà YouTube có chỉ có là lịch sử xem của khán giả. Vì vậy cho nên là bên dưới những cái clip đề xuất về rau muống, về rau cải, các bạn sẽ thấy những cái chủ đề không hề liên quan gì đến ẩm thực. Đối với cái hướng đề xuất thứ ba này thì rất là rõ ràng đúng không? Không cần phải nói nhiều.
việc chúng ta chỉ có thể là ra video đều đặn hơn để lọt vào lịch sử xem của khán giả. Sau khi họ xem hết những cái bóng đá, những cái ca nhạc, những cái thể thao thì rất có thể là YouTube sẽ đề xuất cái clip ẩm thực mới đây của chúng ta vào trong cái danh sách đề xuất. Có lẽ đến đây nhiều anh chị em đã đoán ra công thức rút gọn của chiến thuật thứ ba này, đó là đều cần phải ra video đều đặn hơn. Như vậy là chúng ta đã có trong tay một cái công thức để đón được cả ba hướng đề xuất của YouTube. Dù nó có đề xuất đi đâu thì khả năng rất cao là nó cũng vẫn tiếp tục lọt tiếp vào kênh của mình. Không biết đây có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không, nhưng mà ở rất nhiều ngành nghề ở trên đời, nếu chúng ta muốn thuần thục, muốn hoàn thiện bất kỳ một kỹ năng nào thì chúng ta đều phải đảm bảo ba chữ đủ, đúng, đều này. Đừng quên lan tỏa tinh thần của Việt Creators chúng ta: tự hào, sáng tạo.